vườn bưởi Diễn mà làm theo hướng dẫn kỹ thuật của Hà Bình Ngon, và để Hà Bình Ngon thu mua bán hàng cao cấp vào dịp cuối năm 2018 này. Thì hôm nay Hà Bình Ngon có mặt ở đây là để kiểm tra túi bao trái bưởi. Thì Hà Bình Ngon sẽ tháo ra một vài quả bưởi ở đây để kiểm tra túi, xem có bị kiến hoặc mẫu mã có bị ảnh hưởng không. Thì cùng với bà con trực tiếp xem luôn Hà Bình Ngon, kiểm tra cùng với Hà Bình Ngon. Và như Hà Bình Ngon nói là chúng ta nên cắt tỉa tạo tán và cắt bỏ những cái cành khô, cành tăm. Mục đích là chúng ta tạo độ thông thoáng, những cành nào khô thì chúng ta cắt bỏ càng sớm càng tốt. Như này, đây là những cành khô thì chúng ta cắt bất cứ lúc nào cũng được. Những quả bưởi này là toàn bộ đều là quả bưởi loại 1 hết. Bởi vì Hà Bưởi Ngon hướng dẫn bà con chăm sóc theo kỹ thuật của Hà Bưởi Ngon bây giờ là chúng ta không nên để những quả loại xấu bé mà chúng ta cắt bỏ để chúng ta nuôi những quả to như thế này. Đây là có 2, 4, 6, 8 quả bưởi này đều là quả loại 1 hết. 2, 4, 6, 8, 8 quả. Quả trên đây là 9 quả, tất cả đều là những quả to. Đây bà con để ý này, mẫu mã quả rất là đẹp và rất là to. Nhưng những quả này là có giá là 450.000 một quả. Như này là nếu làm theo kỹ thuật của Hà Bưởi Ngon và bón chăm bón, nhưng chủ yếu là cani Đức là tạo độ ngọt cho quả bưởi, còn túi bao trái là để giữ mã quả đẹp, không bị dùi vàng, không bị cháy nắng, ảnh hưởng đến mẫu mã quả và làm cho quả phát triển to, đồng đều hơn và ổn định hơn. Bởi vì trong túi bao trái là ánh sáng, ở trong túi bao trái là ổn định, không có ánh sáng gắt như ở bên quả ở bên ngoài do thời tiết, nên là quả bưởi ở trong túi bao trái bây giờ cũng đẹp hơn. Đây Hà Bưởi Ngon cởi ra cho bà con xem là mẫu mã rất là đẹp. Và đặc biệt là những quả bưởi Diễn mà ngon thì thứ nhất là phải do giống, thứ hai là bà con chọn những quả bưởi là cuống nhỏ và có một đoạn dài như thế này, quả tròn, không phải là quả dạng cao mà cuống to. Bưởi Diễn xịn là cuống nhỏ, quả tròn và rất là nặng. Năm nay bón theo hướng dẫn của Hà Bưởi Ngon là dùng cani Đức kết hợp vừa cani trắng và vừa cani đỏ để bón theo thời kỳ, đúng thời kỳ Hà Bưởi Ngon hướng dẫn là quả sẽ rất là đẹp và rất là mỏng. Bây giờ mà có ăn thử những quả như thế này thì đã có vị ngọt của đường, và bây giờ mới gọi là đầu tháng 7 âm lịch. Tiếp theo mời quý vị và con cùng Hà Bưởi Ngon đi kiểm tra thêm một số ở trong những vị trí khác ở vườn bưởi này. Xin cảm ơn quý vị và con. Được, chắc là có dây thép đây. Wow, quá đẹp. Đây, giới thiệu với bà con, đây là quả bưởi Diễn. Bây giờ mới là tháng 7, đầu tháng 7 âm lịch. Nhưng quả tháo túi bao trái của Hà Bưởi Ngon ra rất là đẹp như thế này. Không hề có một vết gì, rất là đẹp luôn. Và được chăm sóc theo hướng dẫn của Hà Bưởi Ngon là quả bây giờ mặc dù tháng 7 nhưng mà vỏ đã rất là căng như thế này. Bà con làm theo kỹ thuật của Hà Bưởi Ngon, bón cani Cộng hòa Liên bang Đức, thì bây giờ bà con có thể lấy một quả bưởi mà chăm sóc theo hướng Hà Bưởi Ngon và một quả bưởi của vườn nhà người khác, hàng xóm mà không chăm sóc theo hướng của Hà Bưởi Ngon, chúng ta sẽ cắt đôi hai quả bưởi ra như là chúng ta cắt đôi quả chanh. Như này chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt luôn. Đó là quả bưởi mà được làm theo hướng dẫn của Hà Bưởi Ngon, từ chăm bón cani Đức theo đúng thời kỳ từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Thì bây giờ cái quả bưởi mà bón cani của Đức thì múi ở trong rất là to và cùi ở ngoài rất là mỏng. Còn nếu mà không chăm sóc theo hướng của Hà Bưởi Ngon mà vẫn làm theo kiểu truyền thống thì quả bưởi đó rất là dày cùi và múi bé, rất là bé.
Đó là cách để phân biệt theo kỹ thuật Hạ Bình Ngon và để chứng minh. Thì bà con có thể lấy hai quả bưởi, một làm theo Hạ Bình Ngon và một không làm theo Hạ Bình Ngon. Chúng ta làm thì sẽ biết ngay. Đấy. Mời quý vị và con theo dõi chương trình ăn thử bưởi với Hạ Bình Ngon. Mời bà con. Ăn vào nó không có một tí he đắng nào luôn. Không có một tí nào. Đã đời chưa? Thế là khi giới thiệu quý bà con là khi quý bà con làm được bưởi chất lượng cao thì giá cả thị trường ít bị dao động. Còn khi bà con mà làm chất lượng chưa được ngon thì gọi khách đến thu mua rất là khó. Bởi vì khi chúng ta ăn được ngon thì chúng ta mới bán được. Còn khi chúng ta ăn không ngon thì ngay cả người tiêu dùng cũng sẽ như chúng ta, cũng có tâm lý là không ăn. Còn khi chúng ta ăn được, chúng ta cảm thấy. Bạt ni lông ở dưới để tránh độ ẩm của những ngày nồm ẩm ở nền nhà bốc hơi nước lên, sau đó sẽ tiến hành dùng vải mềm giống như vỏ chăn, chúng ta sẽ phủ ở trên bề mặt như này để tránh gió lùa trực tiếp và ánh sáng trực tiếp. Làm như thế này bà con sẽ bảo quản được rất là lâu, quả dù để 5-6 tháng héo nhưng mà vỏ vẫn căng như là mới thu hoạch xuống. Xin chào quý vị bà con. Quý vị bà con đang theo dõi video của Hạ Bưởi Ngon. Đây là kho bảo quản bưởi, hàng đặc sản của Hạ Bưởi Ngon, đang chuẩn bị tung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán này.